Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mua tất cả đồ chơi ở trong Minecraft! Yeah! Bây giờ mình sẽ cho bạn xem bọn mình đã kiếm được những gì nha. Đầu tiên nè, là một khối Rubik nè. Tiếp theo nữa, là một trái banh, cái này là bóng rổ, đó. Bong bóng nè, búp bê. Một cái con này mình không biết là con gì nhỏ nhỏ nè. Đó, ok, rồi một con vịt. Một cái bình sữa cho em bé, một cái xe, một cái đèn piano, một con heo, một cái cần câu, một cái súng nước, một cái súng đại liên, một cái áo choàng, một chậu hoa và một cái ba lô. Wow, hơi nhiều đồ luôn nha bạn nha. Ok, được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mua tất cả những món đồ này ở ngoài đời thật và sau đó sẽ review cho bạn xem nha. Ok, còn bây giờ thì 3, 2, 1, đi thôi. Em, mọi người, hình như tôi nhớ là đợt trước bọn mình đi mua đồ chơi á, là bọn mình có mua hình như là có con vịt đúng không? Đúng rồi, có con vịt mà trong Minecraft có vịt, bây giờ ngoài đời mới có vịt chứ. Nhưng mà giờ mình lỡ mình quên mua cái con vịt rồi, giờ sao giờ? Ừ ha. Mình làm vậy có quá đáng không mua nhỉ? Không có gì đâu mà quá đáng, như thế là đúng, đúng nghĩa đúng không? Chúng ta cần con vịt là có con vịt là chuẩn rồi, còn gì nữa? Được hả? Được mà, không sao đâu. Chắc được các bạn, không gì đâu mà được, không gì đâu, đúng mà. Đây, con vịt nè, chứ sao? Dịch nè, bọn mình kiếm được dịch nha các bạn nha. Ngoài đời nè. Rồi. Cứu em bọn mình. Tôi mấy đó. Là tôi nào ở đâu? Cứu em ơi. Dạ tụi em nè anh ơi. Ôi. Hello. Tụi em nè. Dịch ơi. Thật ra là bọn em đang chơi một cái trò chơi là bọn em sẽ kiếm những cái món đồ chơi trong Minecraft ngoài đời thật. Nhưng mà bọn em quên mất, bọn em không mua con vịt. Thế là bây giờ thiếu con vịt. Cho nên bọn em bắt anh. Nhưng mà đây là trong Minecraft làm gì có con vịt? Nè. Có mà. Như nào? Bọn em kiếm được trong Minecraft. Có kiếm được ra mấy, còn đây là việc ngoài đời em. Nhưng mà vấn đề thì anh liên quan gì đến con vịt? Anh đang thương, anh đang nằm ngủ thì chó chân cho tay vô. Cứ ra. Anh ngồi em để em giải thích. Để em giải thích cho anh hiểu nè. Bọn em kiếm con vịt là bởi vì anh tin là nít tay vịt, mà anh còn là linh vật của anh còn là con vịt nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà không liên quan. Đây này là bắt người. Bắt người trái phép. Bây giờ đâu. Đúng. Anh, thì bây giờ các bạn fan hỏi anh có phải là Mr. V không? Anh gì đây? Đó, gì đây? Ok, bọn mình đã tìm ra được dịch nha các bạn nha. Ok, ok nha. Ok, tìm được dịch nha. Ok. Rồi ok, bây giờ sẽ tới lượt mình nha các bạn. Thì lượt của mình đó chính là một chiếc ba lô và một cây súng. Thì ba lô đâu? Ba lô hả? Thì ba lô có ba lô của Minecraft của shop Hero đây nè. Hơi bị đẹp nha. Mua đẹp ở mình. Đây mang để bắt người ta đeo rồi. Gì cao nhất rồi thì mang thấy chứ. Coi nhìn mua giáo học sinh mẫu giáo á bạn. Ôi, tôi mua đeo đâu bạn, ông đi cấp 2 không còn ngắn được cấp 3 đi cho nó xuống đó hình sao? Không, nhìn mua của ta các bạn đúng không hả? Súng đúng không? Súng đây! Đâu? Kinh khủng chưa? Kìa. Đấy. Nhưng mà súng này hỏi súng bình thường nha, nó bắn được nha, coi nè. Bắn được. Nó xoay được nha bạn, coi nè. Xoay được nha bạn. Ok, rồi. Phan, từ có cái này đặc biệt hay nào? Mui, quay qua. Nhảy. Mui, quay qua. Nhảy. Ok. Trong ba lô của Mui là có đạn nha các bạn nha. Yeah. Ông ta bây giờ đưa nó đi làm cái bắn kìa. Oh my god. Lắp vô, lắp vô. Bắn được thôi hả? Bắn được thôi. À quên nữa bạn, thì mình nhắc các bạn nha. Đây chính là những cái đạn được làm bằng xốp rất là mềm, cho nên là nó rất là an toàn nha các bạn. Mà tất nhiên rồi, mình cũng sẽ dặn các bạn là đừng có bắt chước cái gì ở trong video hết nha mọi người nha. Bởi vì là trong video này bọn mình đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hết rồi, cho nên là sẽ rất an toàn. Mọi người không được bắt chước nha. Rồi. Ok. Bây giờ ai là người bị bắn đầu tiên nè? Tất nhiên là Sam Bắn Phong rồi. Bình thường mọi người nhớ là trong các video là chỉ có Sam Bắn Phong thôi chứ không có ai hết á. Đúng rồi. Vậy hả? Chứ không nghe được. Ai? Ok, các bạn xem nè. Bây giờ các bạn coi bắn thử nha. Sao mà cái này dễ xúc quá vậy? Bắn đi, bắn đi viên thôi. Nhắn thôi, mày dài em nặng quá. Đúng rồi, nặng quá. Ok. Wow! Nó cái cào!
bán ra nó chỉ là cái xốp mà mình có bẻ bẻ này, nhưng mà tốt nhất là mình giữ nguyên đi đó, để sau còn bán tiếp. Đó, đây bây giờ mình sẽ bán thử lên trên cái kính này coi nó dính trong kính được nha bạn nha. Ôi trời ơi. Không, phải là Phong đúng con em Phong á. Ủa gì vậy? Em là người đúng chứ. Đúng rồi. Phong cậu, ông đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Chưa vậy. Đừng bắt chúng người tôi nha. Tôi muốn bắn vào cái mặt không? Chưa. Ủa bắt chuẩn mắt nha. Thấy bà thấy chưa? Như anh Phong đã chiêu đời. Sao không? Anh Phong đã chiêu đời. Chà, anh mua này đó. Tôi là trò đùa của mấy người. Vô đây đây. Đây rồi, đứa anh Phong biểu diễn cái này hay hơn cho các bạn coi nè. Đây, Mui quay lên cho nó đi. Còn Mui, Mui ra quay tôi nè. Không bắn Phong hả? Đây. Ồ, Phong là mình chết tim. Ồ, thấy không? Ê, thôi rồi. What the hell, sao mày ghê hết vậy á? Không sao, đây là hình chết tim mình dành cho Sam, mày hiểu không? Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Ôi xin lỗi mà. Gì thôi xin lỗi Mui mà. Xin lỗi búp bê ơi. Ok. Xin lỗi bạn búp bê nha. Hui. Đúng rồi, hay quá, đúng rồi. Mui à. Đúng rồi, hồi người ác đồng nghe. Rồi, xong rồi, gia buôn rồi. Xong gia buôn. Dùng rồi, thôi, bình tĩnh. Cái xe này có vẻ hơi bé các bạn ạ, cho nên là mình leo lên chắc nó gãy quá, sao leo chú ơi. Tôi leo được, chúng đẩy tôi đi đó, đi em tôi đúng mà. Rồi, thử nè. Rồi. Ngày xưa ba mẹ nói đẻ con gái cho Thùy Mỹ Nít Na. Thùy Mỹ Nít Na kìa ha. Ôi, trong tay cái xe này cũng vui, ok, rồi, đến món tiếp theo nè. Ok bạn ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món tiếp theo. Cũng là một món chắc cũng gần cuối cùng rồi á. Món gì vậy? Đó chính là của mình đang cầm một gọi là chậu hoa. Ở trong Minecraft thì mình cũng đã kiếm được một cái chậu hoa, cho nên là ở ngoài đây thì mình cũng đất luôn kìa. Mua một cái chậu hoa. Ê, em phải chăm thật hả? Chăm thật chứ đùa. Ôi, cái này là hoa thiệt mà. Hoa thiệt nha bạn nha. Sao tôi chăm được. Ok, nói chung á là cái hoa này á hôm nay mình sẽ tặng cho người đẹp nhất. Người gọi là mà Phong yêu quý nhất. Đúng rồi. Hiểu không mấy người? Người mà Phong yêu quý nhất. Chắc là Phong không yêu quý mình đâu. Thì tất nhiên rồi các bạn, cái người mà Phong yêu quý nhất trong team này chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi đúng không? Chính là ca Mui tặng Mui nè. À, tất nhiên rồi, cảm ơn chị. Trời ơi. Đây rồi. Ca Mui, Mui, em nói Mui nghe nè. Em còn kiếm được một cái món này trong Minecraft nữa là quà tặng Mui. Đâu? Ok. Con dán.
chị cho con này nó chớp đèn. Được, chớp đèn rồi, chớp đèn rồi đó. Không chạy được nữa cho coi nè. Mình đã cùng với Camui nè, Sammy, Mora và Yabun, bọn mình đã cùng nhau mua tất cả những món đồ chơi mà bọn mình kiếm được ở trong Minecraft rồi. Thì các bạn có thấy thích cái series này hay không? Bởi bạn muốn mình sẽ làm cái gì tiếp tục ở ngoài đời thực và Minecraft nữa thì hãy comment xuống bên dưới thì mình sẽ làm tiếp cho bạn xem nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thật ra trước khi mà Camui bắn Phong á thì Phong đã bị cọc đầu ở kia rồi, bây giờ Phong đang bị u đầu. Phải không? Đang bị u đầu đúng không?